Đây là khi chưa có sử dụng bypass nha mọi người, vẫn còn nút BC nha mọi người. Không có hiện cái hình BC nữa là thành công nha mọi người. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm về bypass của Free Fire. Thì đầu tiên các bạn lấy cái link này cho tôi. Đây là của một YouTuber nước ngoài. Cái này là mật khẩu giải nén. Cái này là để đăng nhập. Mọi người nhìn kỹ nha. Đây là cái link tải. Tôi sẽ để dưới phần. Tôi sẽ ghim bình luận á. Đầu tiên chúng ta vào trang. Tôi khuyên mọi người vào trang cửa sổ ẩn danh nhé. Cửa sổ thường không nên. Chúng ta vào cửa sổ ẩn danh để vào cái link đó. Và cách để vượt qua cái này là bấm vào cái này nha mọi người. Xe đạp. Ở đây làm gì có xe đạp, đèn giao thông. Sau đó chúng ta đợi 10 giây. Offline, cái này sai nhá, offline. Nó ra cái này mọi người bấm đoan về. Đoan về nha, mình đoan sẵn rồi mình không đoan nữa. Ok, sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người giải nén và cách sử dụng bypass này. Thì mọi người giải nén nó cho tôi. Hiện tại tôi mất luôn cái phần chỗ giải nén rồi này. Tôi làm biến giải nén quá nên tôi bật chơi trực tiếp luôn. Open quick với Quira Action. Bấm vào đây thì nó bắt mật khẩu chúng ta. Nãy tôi đã để mật khẩu rồi, mật khẩu là 888. Cái này có hạn nha, không phải là vĩnh viễn đâu. Mọi người bấm ok. Khi vào tới cái phần này, mọi người ít hết mấy cái này cho tôi. Mọi người để im ở đây cho tôi. Rồi mọi người vào giả lập của mọi người. Giả lập nào cũng được nha. Cái này là một cái phần mềm chung cho giả lập luôn. Mọi người vào giả lập cho tôi. Mọi người vào Free Fire. Làm theo các bước tôi hướng dẫn nha, đừng bỏ bước nào tua đi. Không làm được tôi không có chịu. Đừng có ngồi comment sao em làm không được. Ok. Vào tới cái trang này mọi người kéo xuống đây. Mọi người nhập 808 8080, bấm login, bấm Bucat Element, bấm Bypass Element. Nó hiện lên vậy tức là thành công rồi nha, hoặc là chưa thành công. Chúng ta sẽ vào game để biết. Nhớ là để màn giao diện nha. Không có hiện cái hình PC nữa là thành công nha mọi người. Rồi sau đó chơi thôi. Giờ tôi sẽ vào ghép một trận với tắt con chim rồi đúng không ta? Chết bà rồi, hèn gì. Nhảy xuống trận. Tôi lỡ bỏ trợ thủ để tôi chụp bức ảnh. Mà sau này FPS nó giật dữ vậy, nó không có được cố định. Cái này là do cái bypass đó hả? Được luôn cái ngoài cùng này. Giật quá ta. Kiếm cái ba lô. Nhiều đồ không có cái ba lô mình thừa ta. FF dạo này bị giật quá. Tôi phải tìm cách tối ưu nó lại quá. Chạy xuống xe cho an toàn. Bắn tự chế vẫn mượt hơn, cái map nó nhỏ hơn vẫn mượt hơn.
Và ai biểu dễ mà thua, vị không tự tin, lâu rồi chưa bắn không tự tin lắm. Chứ bọn này tôm tép không, tay cầm phím nó hơi cùi cùi. Bậy bắn ga mà tự nhiên mình xoắn tay rồi không được à. Ơ, không đặt keo ra. Quá non luôn, mình bắn quá non. Này bắn sao, thấy trận bắn gà quá. Quá bình thường.